Xin chào bạn nha. Hôm nay chú sử dụng máy cưa ghe 375 nha các bạn. Đây các bạn ơi. Đây ghe 375 nha các bạn. Chú cưa cái cây dừa này, quên lọc cái cây me này các bạn ơi. Đây giờ chú đang leo lên cây me nha các bạn. Cây me rất là nhiều tàn á, nhánh nè. Chú leo lên trên nữa các bạn. Đây để mình xem vòng cây me các bạn xem. Đây, máy cưa ghe 375 nha các bạn. Chú đang kéo máy cưa lên đó các bạn ạ. Cái cây me này nó nằm kế bên cái chạy luôn các bạn. Thì chú lên tới đó rồi nha các bạn. Chú chuẩn bị cắt mấy cái nhánh ở ngoài đây. Để nó chạy các bạn. Chạy đấy mà người ta nghỉ chứ các bạn ơi. Ta nằm ta nghỉ chưa. Rồi chắc người ta làm nhài sau đó cho lên ta kêu cưa cái me này nha các bạn. Chú đang giật máy cưa đó các bạn ạ. Thank you.
nấm cây nhánh nó bị dài, chú đang nhắm hướng rồi chú cắt 10 cái nhánh kia được không các bạn? Bây giờ chú đang kéo dây lên các bạn, chắc là chú treo hai nhánh này các bạn ơi, tại vì hai cái nhánh này nếu mà chú cắt sụ xuống là nó trúng vào cái mái nhà này các bạn, cái mái tôn chúng ta này. Là chú đang treo nhánh này các bạn, chú gịch ra ngoài kia luôn các bạn ơi. Để các bạn xem coi chú treo nhánh như thế nào nha. Chú gần cột nữa các bạn, chú treo hai nhánh là luôn các bạn ơi, treo nhánh đôi nha. Đấy, chú xèo xong nữa nha các bạn, giờ chú tụt xuống chú lấy mấy cưa các bạn ơi. Nhánh lượt luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Đó, hai nhánh nó chạy ra ngoài luôn các bạn. Rồi giờ chú ấy dây chú thòng xuống các bạn ơi, chú nên chú cứ tiếp mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ chú cắt mấy cái nhánh bên kia luôn nha các bạn. Đó. Đó. Giờ còn mấy nhánh nữa, chú cắt mấy nhánh nữa xong rồi chắc chú bấm lóng dài xuống các bạn ơi. Chú cắt cho nó sụ, cho nó gớt cái mái lóng này các bạn. Tại vì hôm nay cái mái nhà nếu mà cho nó gớt thẳng nó sập luôn cái mái nhà luôn các bạn ơi. Đây nó đang ngã từ từ đó các bạn ơi. Hay quá. Bây giờ chúng ta cắt cái nhánh còn lại luôn các bạn. Chú đang đứng chích xuống các bạn ơi, để sợ nhiều khi nó nhánh nó ngã. Ô ngã nó các bạn ơi. Giờ chú kéo dây lên chú cột cái dây thì chắc là chú xuống hạ gốc luôn nha các bạn ơi. Chú hạ gốc luôn chứ không có bấm lóng nha các bạn. Hạ gốc kịch cho cái cây ngã luôn sao các bạn, để các bạn cùng xem mình nha. Giờ chú đang cọt dây các bạn, chú đang xuống các bạn ơi. Không không vậy là chú cắt này cái nhánh nhà chỗ chú đứng rồi các bạn.
chỉ cột cái dây này, dịch cái đó cho nó ngã ngược chiều bên kia, tại bên kia nó không có nhà, còn bên đây nó có cái nhà nữa quá. Đây chú dịch mà cái cửa nó mà, và chú đang chuẩn bị bỏ mẹ cái chỗ đó ngồi. Giờ chú đang mở miệng nha các bạn. Này chú cũng đi lắm cái chai này các xuống dưới chú hạ góc, mà tí chú hạ góc mình quay tiếp cho các bạn xem.